toán có lời văn lớp 2 loại 2, đó là bài toán về ít hơn. Được chưa ạ? Thì các bạn cần ghi nhớ số bé sẽ bằng số lớn trừ đi phần ít hơn. Ví dụ bài 1, vườn nhà Nga 17 cây cam. Vậy mình tóm tắt nha các bạn. Nga có 17 cây cam. Vườn mai ít hơn, mai ít hơn Nga 6 cây cam. Hỏi cái vườn mai có bao nhiêu cây cam. Ở đây các bạn cần xác định đâu là số lớn, đâu là số bé và đâu là ít hơn. Thì Nga nè 17 cây, mai ít hơn nó, mai ít hơn Nga, vậy cho thấy Nga 17 cây đây là số lớn. Nga là số lớn, vậy mai chính là số bé. Ít hơn, đây cái phần ít hơn đây chính là phần ít hơn. Vậy muốn tìm số bé ta lấy số lớn trừ đi phần ít hơn. Vậy giải thì muốn ghi lời giải cho chính xác, các bạn nhìn vào cái chỗ chữ hỏi nè và tới dấu hỏi nè, bỏ chữ hỏi, bỏ chữ bao nhiêu, bỏ dấu hỏi. Hỏi gì à? Số cây cam, thì các bạn ghi số cây cam và viết lại những từ không gạch. Vườn nhà mai có là, rồi ta lấy số lớn 17 trừ đi phần ít là 6, vậy đáp bao nhiêu ạ? 11 cây. Và đáp số 11 cây.